Các bạn, tôi đây, tôi là người xóa kênh của vlog nhà làm đây. Cuộc sống rapper cho em qua cơn đói từng ngày. À, hôm nay tôi vừa đến set quay của bài gì nhỉ? Bài gọi là thơ. Bài thơ. Nàng thơ. Đấy, tôi vừa hôm qua vừa off fan ở Đà Nẵng, thế là hôm nay tôi hôm nay tôi gọi là bay nhanh ở đây để làm job. Đấy. Lại nói luôn là hôm nay tôi được trả tiền đến quay. Còn bình thường tôi không dậy sớm này đâu. Tao bảo tao trả tiền cho mày, ông mày bảo thôi em không lấy tiền đâu, em chỉ cần để ăn thôi. Nhưng mà cùng sáng anh đến muộn thì thôi, em lấy tiền. Không, ai đâu tổng như thế. Sao em bảo lấy lắm đâu mà. Không, sao đâu, đâm bút bằng tàu. Anh đâm lúc à? Ừ. Anh bóc lột thôi. Ừ, biết rồi. Em không bóc lột đâu. Tất cả đây đều bị bóc lột mà. Tất cả đều bình đẳng. Quần với cái áo. Nhìn chú anh Đào ấy. Giống sơn bá không? Giống sơn bá Việt mà. Cô gái Trang An mà. Cô gái có cật gì không ạ? Nhìn trong trang phục của nam cổ trang ấy. Mặc bộ màu xanh ấy. Để mình quay rồi. Đây tôi chỉ cho các bạn xem đi mọi người. Bắt đầu bọn tôi nghĩ là đi ra địt mẹ bãi đá sông Hồng thì bọn tôi là tưởng là địt mẹ đi ra bãi đá. Hóa ra bãi đá sông Hồng là một địa điểm thì mẹ rất là phổ biến cho quay chụp, nghe nó có tất cả những cái kiểu thể loại set ở đây. Không? Trông lâu đài tình ái. Trông chuẩn không? Chuẩn vãi luôn. Lắm thơ vẽ tranh ở đây mà. Vậy thì tí nữa mày phải xem mấy cái set khác ấy, kiểu toàn những cái set kiểu cho cục, cho kiểu mấy cái cổ trang luôn. Hay rồi. Thế anh còn đứng bên kia làm mẹ thiếu nữ hoa huệ không? Không. Nhưng mà còn mấy set nữa. Cột tóc mà. Thì ra thì mẹ bố mẹ âm dương bắn trưởng mà. Tí quay tao quả vị tô tinh nhá. Anh vừa định liếm môi á. Cái cười. Làm bên được. Chị ơi, cái này là idea của anh chị. Idea của Long. Idea của Long. Trong lúc anh chị đang make up thì kêu mấy anh em vậy ra đây cho Long vận công à. Vận công à. Chưa Huỳnh. Quay cái đéo gì? Chứ mình đừng quay nữa. Chúc anh Đào à. Thì mẹ bố mẹ là Lương Sơn Bá, Imo Bê. Nhìn anh đéo giống Lương Sơn Bá ấy cả. Hay vì đại hiệp à. Đấy, phải cầm lấy quạt. Uống chén trà, uống chén trà. Xong rồi uống nhấp chén trà, nhấp chén trà. Chỉ có quay cảnh chén trà thì phải quay sau. Lương Sơn Bá.
Tí thôi hai bị đấy hiệp à. Vệ đoạn này nhìn giống như vậy, vệ đang đi vệ thương lượng hai thương gia vậy. Giết quỷ. Đủ quái. Ừ, lại chứ ơi. Chưa quay. Ở quay thì... Không, pha kê mà. Kê rồi. Kê bấm máy em ơi. Chậm nó nhá. Chạy. Rồi. Để diễn. Thì phải có đoạn định cho này uống nhưng mà thấy cái trà xa quá đúng không? Ơ đi mẹ chị ơi, tay phe phẩy quạt cơ mà. Quạt đâu rồi? Quạt đâu nhá. Cắt. lại nhá. Cô chéo về đây. Ờ. Đúng không anh? Vâng. Ui, kiếm hiểm rồi. Kiếm hiểm rồi, được rồi. Đêm hôm sửa người gió thổi trời này tuyết, mặt đất phủ màu trắng rọi xuống những ánh nguyệt. Gió thổi từ hướng sông đông cùng ra giết, giá rét chui vào da co cùng cả mạch tiết. Khí trời hoang sơ bao trùm góc cửa sổ, ánh đèn ngoài hành lang lách khe cửa đi vô. Chẳng mai cô bỗng dưng thoáng lên một dòng suy tư khi xưa ông nhà. Rồi anh em vừa xong set ngủ uống trà, ra set của xem thư pháp vẽ tranh. Bạn có biết tôi sẽ vẽ cảnh này không ạ? Đây à. Tôi vẽ rồi, bạn có thể nhìn tranh trước ạ. Giống không ạ? cái họ nhà tôi là nó theo cái trường phái là vẽ nhìn như thế nào là vẽ y hệt như thế. Cái cảnh mà tôi vẽ ra trông nó rất là chân thực. Giờ theo chân đấy chúng ta sẽ đi ra cây cầu ở dưới sông. Tôi nhìn chắc chắn đây là nhà ở Đại Hiệp. Thế bên tay phải. À, tay trái. Chú Huỳnh đã bao giờ nghe đến bằng phái Grip chưa? Grip hả? Grip bên LA đó. Giờ lại ở Long An đúng không? Bằng phái bên đó họ có môn võ cực kỳ là siêu phàm. Đó chính là Si Wok. Nghe rùm rốp ạ. Thiên thanh thân thở thác thơ thần thiền thánh tiện. Thu thích thì thầm thôi thúc thiên thạch thăng thiên. Thời thế thất thủ thử thách thối tha thành thật. Thủy thủ thoái thác thư thái thanh thản thành thơi. Tiên lan tin lạch ta liền tìm lại tiểu lượng. Tay lại luồn túi lãng tử tìm lại lương tâm. Tiền lạc tại lúc tôi luyện thiền lên tán lả. Tỉnh lại tới lúc tương lai tàn lá lúc tàn. Chim đậu cảnh trúc đưa câu chào đón cuối trời. Chạm được cung trăng để cầu trị đón cuội chơi. Nhưng tôi vừa xong set gọi là set vẽ tranh thanh cảnh. Em lấy chai nước không anh? Set vừa rồi vẽ gọi là cầu và tròn. Set tiếp theo sẽ là bờ sông Hồng. Bây giờ anh đừng đập đá sông Hồng nữa. Nhưng tôi vẫn nghĩ kiểu bãi đá sông Hồng nó là một cái bãi đá không ấy. Nó có bãi đá không nhưng mà mình không ra chỗ đấy. Ở đây nhiều thứ ấy. Đại Hiệp ngồi xe. Đó là như nào? Đi hỏa chi lại mà. Mình xin chụp đâu? Ngựa khá mạnh đấy. Anh mạnh.
10 năm sau. anh có thấy mẹ ngựa ngựa có kiểu tóc của anh Bảy không? Anh Bảy em 10 năm sau anh Bảy ra tù vậy sẽ trông như vậy. Cắt cỏ mà. Anh ra vuốt bụng con ngựa mà. Nó đá. Anh vuốt đít thì nó đá. Đi mẹ quên điểm gì rồi? Điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Đúng rồi, tiếp đi. Lắc đầu đấy. Ra đây, đến lượt mày đâu. Cảnh sau mà. Từ từ bữa đây. Ra ngoài, đừng kêu mà. Đã đấy, đã. Thôi, không chơi. Cỏ đấy. Bao nhiêu gửi bạn? Bao nhiêu gửi? Ờ, anh em tôi đang chờ thấy ngựa. Thấy ngựa có một bạn đi quay trắng mẹ nó dắt ngựa. Đây là cảnh cuối với quẩy đây anh. Cưỡi xích thố, đọc thơ, không quá phe phẩy. Tí anh ngồi con nào, anh ngồi con hai con kia, à, anh ngồi con nào. Người ta chỉ cho ngồi một con. Biết cưỡi ngựa đèo đâu. Con kia. Ông lên cưỡi con kia. Ông vẫn dắt ngựa nhìn Assassin's Creed vậy mà. Đấy, nhìn đại ca chỉ. Không gì tuyệt vời hơn khi một nhà thơ lãng mạn cũng là một thằng rapper bù láo mất dạy. Nhìn về áo ấy, nhìn vệ đi hoàng thượng ấy nhỉ. Nhìn cậu đi săn đấy. Lạc và đồng cỏ săn. Cái từng gai có cánh. Khu cằn đồng bằng Bắc Bộ. Địch mẹ nắng vãi luôn. Chịu hói. Nếu là đi qua, may mà chưa đi săn mạng không quân. Đấy, chú ý sa mạc các em ạ. Sa mạc. May mày đang ở mẫu quốc Trung Quốc ấy, mày chưa ra Sahara. Mông Cổ. Cái gành gành đâu ra, đeo thằng đéo này. Mẹ nắng. Mày thuộc băng đại đéo. Em có biết B2C không? Đừng, không biết thì đừng có đeo nhá. Nhưng mà nó nắng. Lấy cái mũ Gucci đồng trẻ của mày ra. Mũ Gucci em cho anh quay phim mượn thôi. Ngửa. Lấy ngửa. Đóng xếp. Mệt quá siêu anh ơi. Quầy nắng vãi nổ luôn. Không thể chịu được. 5 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 năm sau là mình. Ở bên này bạn đang chờ. Thì sẽ chờ bất cơ nhỉ mà. Thì hát sẽ đến được rồi. Mì sư đạo diễn. Ngày xưa quay cho lầu dí. Ờ. Thì sân này, sân này nó sẽ cho nó hơi hơi nóng nhưng mà chuyển cho chị ba. Ờ. Okay. So mình sẽ can you bày tỏ some suy nghĩ về cái set quay các set quay ở cái khu vực ngày hôm nay. Basically this set is a very wide and wild. Wild. Very plant. Oh, nice.
Sensor. Very many trees. And fly and dirt worm like that. Very suit this video. You see. I can feel that. So yeah. Do you know Kim Hiệp for Korea. Thank you. Can you Thank you, arigato. Gozaimasu. Anh em tôi vừa mới di chuyển rời khỏi bãi đá sông Hồng. Và anh em bọn tôi đang di chuyển đến cái set quay thứ hai, gọi là set quay penthouse. Anh em ơi, anh em ra set quay tên là gì ấy nhỉ? Set quay ăn chơi trụy lạc. Từ Đại Hiệp sang ăn chơi trụy lạc ạ. Em tôi vừa mới đăng nhập vào cái chỗ để quay set thứ hai. Anh à. Đạo diễn cho em xin thì cảm xúc về lần đầu tiên anh bước vào cái set quay kiếm hiệp này đi ạ. Cái kiếm hiệp này hay đấy, đẫm máu ấy. Đẫm máu ấy. Ôi, trong kia còn có quả gọi là tắm táp các thứ. Đâu à, sau một trận chiến kiếm hiệp à? Anh em luyện tập kiếm pháp trên này luyện chuẩn đét luôn đấy. Cuối cùng cũng có đồ ăn. Đạo diễn cho em ăn gì đạo diễn? Cơm tấm em ơi. Tấm ấy. Cơm tấm nhỉ, có dưa bầu. Tấm sơn đi chả. Của anh à? Không, của anh. Không, tất cả đều thế. Ăn. Đấy Hiệp dùng bứ. Đấy Hiệp hôm nay ăn rỉ rồi ạ. Đấy Hiệp được trải nghiệm cơm tấm đến từ miền Nam. Miền Nam. Đúng vậy. Bạn ai thiếu đỗ thi không nhỉ? Tôi thấy mấy vị chủ nhiệm ngoài kia vừa ship cho cơm tấm để Hiệp có thể giới thiệu sơ qua về cái món bữa trưa hôm nay toàn kim chất ăn được. Bữa trưa hôm nay là món đặc sản gia truyền của miền Nam, tổ của chúng ta. Đó là một món cơm, gọi là cơm tấm, ăn với sườn. Sườn ở đây là nguyên miếng, nên chúng ta phải cầm ra, nhưng mà cầm cũng là một cái cố dùi tàu nhé. Ăn xong nỗ lực phi phàm, nhiều mana trong máu. Đồng thời hồi máu về 60%. Chúng ta bắn thêm một bi thuốc lào hồi máu về 100%. Sau đó nội tại bạn nhận được đấy là bạn có thể đi ngủ rất ngon vì bụng bạn no dơ lơ. Không, chúng ta phải ăn xong rồi quay tiếp. Thế thì đúng món này là sai rồi. Thằng nào cây từ tao đấm chết mẹ luôn. Tôi bên cho tôi một miếng đồ tiền đi ạ. Người có miếng của riêng người mà, sao lại bớ bắt miếng của ta? Ý tôi là tiểu nhị không dám, tiểu nhị chỉ định nói là sư huynh thử miếng đi để tiểu nhị quay. Đúng. Nó còn là ngon cười giờ luôn. Ôi, cơm gì mà ngon quá. Đẹp nhìn này, cơm tấm nó thật sự ngon. Khi mà hạt gạo của nó bé. Nó bé một tí thôi. Đi rất là tuyệt vời luôn. Em thích đi cùng người kiểu quay cái này cực. Một gói thì ba là 7 triệu. Rẻ. Rẻ à? Rẻ luôn. Ôi, buồn sức.
yo bitch boy. Why you stopping from my back? That's a bitch boy. Put your bitch in lumberjack, that's a bitch boy. Put my numbers on the deck, don't be pissed boy. I fuck your mama for the flex, it's the real check. Side on, transfer to the pimp, she gon' ride on. S, 10 skin, got my eyes on. Never in the pussy, what's a path on? Ooh, man. Ờ, anh em chuyển qua cái gì anh? Qua là chính mình. Come through my phone, your bitch fireball, ain't no dialogue. Rather play V-pop than your pathetic shit. Go cry to your mama, you pathetic bitch. Do lý do là không tóc không xuống được, em phải đi gội đầu. Gội đầu ở trong đấy thì tuột mất make up, phải đi gội. À, anh chị cũng đi theo gội đầu à? Cũng Long với cả chị cũng đi gội đầu về. Rồi anh em bắt đầu tiếp tục xếp quay lúc 5 giờ. Đứng ngoài không cho vào cửa mà. À, cái concept này gọi là hai đại hiệp gõ cửa. Xong rồi gõ cửa xong một cái là lên xích. Ok được rồi đấy. Thứ đấy, bờ linh cái thứ. Make it move, make it slap, make the motherfucking ass clap, clap. Face down, ass up. This dick got your bitch passed out. I come and I leave right when she attaches to me. During all this, you still go online spewing bullshit about CHI. Text your man, you ain't coming. Squeezing tight, cause my dick ain't nothing. 5'9 coming in hot from H-Town. Got your girl in your dream going on. That's right, this money feeling too good. RPM, meet your bitch feeling too good. Shorty never said she was on period. Made the blue panties go swoop. Oh, this motherfucking please stalking online. TCMC got me all eyes. Ask your mama and your sister and your girlfriend and your daughter, but they never tell you lies. Nghỉ giữa set. Quân, anh nhờ tí. Đây, em nằm giữa này. Ừ gì anh? Không, em đầu em. Đâu nha. Đấy, đâu em ở đây thôi, ở khoảng này thôi. Đâu em ở đây ấy. Ừ, ở đấy. Nhiều, một quyền đấy. Ngày thắng mono rồi. Mono để đống nách. À thế à? Ngoái. Thì vẫn phải vào drop. Anh à. Phòng mình the à. Chuẩn bị vào đấy. Để bơi vẫn rồi mà. Đấy. Ra cái gì? Cho bọt đấy, bọt đấy. Được không anh? Được. Đẹp hơn rồi đúng không? Được à? Nhờ cái bơi. Bạn. Ừ, xem. Ê, bên mày vừa tắm vừa rap nhá. Ok. Ok. Ông nên là lên đâu mà mày fix ở đấy luôn đấy. Đoạn đấy là phết được rồi. Đấy được rồi. Ừ. Thôi. Rap. Thật. Đấu diễn thấy gì khi vừa xong cái set nó muốn tắm rô gì ạ? Không biết phải nói gì. Đạo diễn cũng ngủ đi ạ, em xin lỗi. Đạo diễn cũng uống trà bí đao, đạo diễn. No sir, I will drink later sir. Ok sir. Đấy, vừa tôi quay cái video rồi nhưng mà thôi bây giờ đi ăn quay tiếp. Anh cho em ăn gì ấy? Anh không? Anh cho em ăn gì ấy? Sao mày ăn 5 lít mày đòi hỏi gì nữa? À.
anh em tôi vừa rời khỏi cái chỗ quay, bây giờ anh em tôi sẽ gọi là làm một chuyến đi ăn phở ở chân Nhật Duật. Ok, anh em tôi vừa đến hàng phở. Tôi đã hát sổ quá nhiều cho một cái ngày này. Như vậy anh em bọn tôi yên phở. Ý chị ơi, chị có cảm giác gì về ngày hôm nay, nhất là cái set bún tẩm? Nghe mùi phở trộn súp à. Nghe thật bắt đầu. Phở là trộn. Sao anh nghĩ set bún tẩm? Gì cơ? Sao anh nghĩ set bún tẩm? Thì nó có bún tẩm ở đấy. Em gà trộn. Chưa trả lời đã bắn thuốc lào rồi. Gì? Anh có cảm nghĩ gì về ngày quay ngày hôm nay, nhất là set quay bồn tắm của Chí? Để trả lời cái đầu tiên thì là set quay buổi sáng thì rất là vui và set quay buổi tối thì rất là thích. Địt vệ đó là hai trường phái địt vệ nghĩa khác nhau. Vui là nó vui, còn thích là như kiểu là mình đã muốn làm từ lâu rồi. Thực ra cả hai thì cũng đều muốn làm từ lâu rồi. 100 cái chống đẩy, 100 cái sit up, 100. Cảm ơn các bạn nhé. Hôm nay hết vlog và mai xóa kênh nhé.